hôm nay thì đang là 5 giờ rồi, xe đã tiến hành giải ngân thông xe, thì hiện tại em đang chờ bên dịch vụ đang chuẩn bị giấy tờ để cùng với bên dịch vụ giao xe đó. Thì em bây giờ là con xe mà em muốn giao đó chính là con xe Vĩnh Phát 1.9 đó, giao về cho quyền vị khách hàng ở công ty Tiến Năng Phát ở bên gọi là quận 8 đó. Thì khách hàng do là tình hình dịch bệnh cho nên là cũng không có dám tiếp xúc nhiều, cho nên là em với bên nhà xe hỗ trợ giao xe tận nơi về cho khách hàng ở em đó. Thì bây giờ một ba lâu đòn là chuẩn bị giao xe xong là rút về luôn đó. Chúng ta xem thấy con xe mà hôm nay em đi sớm nha, rồi mời mọi người đi em nha. Phiên bản của nó là đời là 2020, đời 2020, đời 2021 đã có xe lắp ráp trên xe nền, nhưng mà hiện tại là xe nó chưa có phiếu, cho nên là có giá, có xe nền nhưng chưa có phiếu, cho nên là cũng không phải nào đặt xe được. Do đó dòng xe Vĩnh Phát 1.9 hồng dày 6.2 là hiện tại là còn lại là 2 xe, trong đó là em đã khắc phục xe và còn duy nhất 1 xe tại thị trường miền Nam. Các bác tài nào muốn mua xe kinh doanh hoặc là các công ty muốn mua xe về để chở hàng xốp, hàng nhẹ, đồ khô, chở niệm hoặc là chở nước, có thể liên hệ trực tiếp với em để lấy được những xe có thể gọi là rất là ổn định luôn. Xe 1.9 chạy rất là thoải mái trong khu vực Sài Gòn. Đó, mời anh em đi theo em nha. Đó, con xe dài của nó là bề dài là 6.2, bề rộng là 1.820 và bề chiều cao của nó sẽ là được 1.9 nha mọi người. Rất là vui luôn. Trong mùa dịch bệnh này nhưng mà công ty Tiến Năng Phát vẫn tìm đến công ty của em và liên hệ trực tiếp với em để có thể ra được cái con xe Vĩnh Phát như thế này. Trong lúc mà anh em đã làm việc với nhau cũng được một thời gian, không nghĩ là ảnh sẽ giống như là mình cũng chăm sóc khách hàng bình thường thôi, liên hệ chăm sóc khách hàng, cung cấp nhu cầu, báo giá xe các kiểu đó. Sau đó thì là ảnh cũng nói là để ảnh chờ tham khảo một thời gian đó, rồi cho một ngày đẹp trời liên hệ trực tiếp với mình. Tâm ơi, anh sắp xếp được thời gian rồi, anh hẹn em lên đây coi xe. Thế là anh em bên đây có xe sẵn, chốt công phục rồi, bàn giá cả, thời gian làm hồ sơ ngân hàng các kiểu xong. Đây, hai anh em sau một thời gian tìm hiểu cuối cùng đã thay ngén ra được con xe này đó. Xe đã ra được cái biển số rất là đẹp luôn. Và thông qua đó thì em cũng rất là vui, cũng như là rất là cảm ơn công ty Tiến Năng Phát đã ủng hộ bên nhà xe của em nha. Thì nếu mà sau này, nếu mà bên nhà xe có muốn mua xe thêm để có thể phục vụ cái công việc của mình, có thể nhớ ủng hộ em tiếp nha. Và cảm ơn anh đã ủng hộ bên em. Đây, xe ra biển số rất là đẹp luôn. Xe này là biển Sài Gòn, với cái ba số đầu là đó, ở Lập Phát, và số đuôi á, số này thì là theo phong thủy thì đây là con số có thể gọi là 331 này đó. Xe khách gia tương trưng á, theo phong thủy giống như là số 3 là tượng trưng cho cái sự tài lộc đó, và nó nhưng mà đồng tiền nó vững chắc như một cái kiềng ba chân. Số 1 thì nó gọi là nó khẳng định thêm được cái vị trí, thêm con của cái công việc của mình được vững chắc hơn đó, duy nhất đó. Và đây con xe của mình, một con xe với cái gọi là nó có những cái nét tương đồng rất là nhiều đó với cái dòng QKR 270 hoặc là QKR 210 của dòng xe Isuzu chính hãng, nhưng nó là xe Vĩnh Phát. Vâng, thì xe chính hãng không thể dài được tới này, thì xe Vĩnh Phát sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó cho các anh em nha. Rồi thì cái thời gian cũng không còn nhiều nữa, đang tờ chuẩn bị mua rồi, thì em xin được báo giá ngay cho các bác tài nào muốn mua xe này đó, làm clip ngắn thôi, không nhiều lắm. Thì con xe này đang được có bán với cái mức giá hiện tại đó, mức giá hiện tại luôn là 568 triệu, xe và thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ. Vâng, các anh em nào muốn mua xe hãy liên hệ trực tiếp, sẽ có được những cái phần quà rất là ưu đãi luôn. Thì con xe này hỗ trợ được 75% trên giá trị xe và nhà máy Vĩnh Phát cho chúng ta
gói khuyến mãi 3 lần thay nhớt miễn phí, 3 lần thay nhớt miễn phí nha. Ở các cung là từ 1.000, thời hạn là từ 1.000, 5.000 và 10.000. Đó, cái đó em sẽ hỗ trợ báo giá chi tiết hoặc là hỗ trợ thêm. Vâng, chúng ta không còn gì để nói nữa. Vâng, chào tạm biệt các bác tài đã xem clip của em. Rồi, bây giờ em tiến hành đi dịch vụ đi giao xe nha các bác tài. Chào mọi người nha. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo của Quan Tâm Xe Tải nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.